Chào mừng các em đến với trang lời dạy hay.com Ngày hôm nay cô sẽ hướng dẫn chúng ta trả lời cho câu hỏi trang 71 Sách giáo khoa toán 6 tập 1 Bộ kết nối tri thức với cuộc sống Đề bài yêu cầu chúng ta tính A nhân mở ngoặc B cộng C đóng ngoặc Và A nhân B cộng A nhân C Khi A bằng âm 2 B bằng 14 và C bằng âm 4 Vậy thì cách làm là chúng ta chỉ cần thay Các giá trị của A, B, C Tương ứng vào với cả biểu thức Sau đó thì chúng ta sẽ thực hiện tính toán bình thường Vậy bây giờ với phép tính đầu tiên Cô có này A nhân B cộng C sẽ bằng A cô sẽ thay thành bằng âm 2 Đấy các em có thể thấy vị trí nào có chữ A Thì chúng ta sẽ thay bằng số âm 2 Nhân mở ngoặc này B B đây cô sẽ thay thành 14 Cộng với cả C C ở đây là âm 4 đúng không Vậy thì chúng ta phải cho số âm vào trong ngoặc Vậy chỗ này cô sẽ chuyển thành ngoặc vuông Đấy, và đến đây thì chúng ta thực hiện theo thứ tự thực hiện phép tính Đấy là trong hoặc trước ngoài hoặc sau Trong hoặc trước là 14 cộng âm 4 là cộng 2 số nguyên rồi Cộng 2 số nguyên khác dấu đúng không? Về đây cô sẽ có được là bằng âm 2 nhân 10 Đấy, Bởi vì là 14 cộng âm 4 thì bằng 10 Và đến đây thì cô thực hiện theo quy tắc nhân 2 số nguyên khác dấu Thì chúng ta chỉ cần nhân phần số tự nhiên vào với nhau rồi đặt dấu trừ trước kết quả đúng không? Vậy là lấy 2 x 10 là bằng 20 và đặt dấu trừ trước kết quả. Vậy cô được là bằng âm 20. Đấy, tương tự như vậy cho phép tính thứ hai A x B cộng A x C sẽ bằng A cô thay bằng âm 2 B cô thay thành 14 cộng này A tiếp tục thay thành âm 2 và C lúc này sẽ là âm 4. Đấy, đến đây thì chúng ta thực hiện nhân chia trước cộng trừ sau đúng không ạ? Rồi đây là nhân hai số nguyên khác dấu rồi. Thì âm 2 nhân 14 là bằng âm 28 cộng âm 2 nhân âm 4 là nhân hai số nguyên âm thì chúng ta chỉ cần nhân phần số tự nhiên thôi, nghĩa là lấy 2 x 4 là bằng 8 đúng không ạ? Đến đây là cộng hai số nguyên khác dấu thì cô được kết quả là bằng âm 20 đúng chưa ạ? Rồi vậy là cô và các em vừa thực hiện xong lời giải cho câu hỏi trang 71 các em hãy truy cập thêm vào trang lời giải hay.com để xem thêm lời giải cho các bài tập khác. Cảm ơn các em và chúc các em ôn tập tốt.